Những diễn biến xoay quanh vụ án hình sự gian lận điểm thi tại Hà Giang luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Hãy cùng lắng nghe những ý kiến mới nhất từ phía cư dân mạng trong 24 giờ qua. Phó phòng khảo thí Hà Giang nâng điểm 309 bài thi do quen biết mà mấy trăm người như thế, vậy ai cũng nhờ ông nâng hộ được, lý do hài nhất không ai chấp nhận được. Cảm kích những tấm lòng trong sáng, vô tư không vụ lợi trong việc nâng điểm thi, không thể tin nổi. Không nhận tiền mà chấp nhận làm sai chịu thiệt về mình à, với số lượng lớn như thế. Quan hệ rộng quá, quen biết để được nâng điểm kiểu này thì chắc chỉ con em và những ai cực thân thiết. Một năm học mà có chừng đó người thân thiết có con học hết lớp 12 thì chắc thân hết cả tỉnh luôn. Còn nhiều việc vô lý cần làm rõ lắm, dư luận sẽ còn bàn tán nhiều nếu không có kết luận hợp lý, khách quan. Vắng mặt đồng nghĩa với đùa giỡn với pháp luật, cần xử nghiêm để làm gương. Theo cáo trạng thì Viện Kiểm sát có thể truy tố các trường hợp học sinh biết điểm của mình mà cố tình che giấu khi sửa điểm để xem khi các con các cháu bị truy tố thì nhị vị phụ huynh có ngồi yên được không? Ủng hộ mở rộng điều tra không để lọt tội phạm. Những tội phạm trí thức, có hiểu biết pháp luật, hoạt động có tổ chức phải áp dụng rất nhiều tình tiết tăng nặng. Hậu quả quá lớn, những người trẻ tuổi bị trượt oan trong khi có thể cuộc đời họ đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn nếu như họ không bị lấy mất thứ thuộc về họ.